Ủa sao để cho em để giặt chặt ổn dữ vậy? Bốn đền nữa. Vậy hả? Kìa. Để thải mấy con. Nè cắn sạn á, tặng đem về tầm. Đây, cái con cắn sạn đây. Đây là cái con của cây cắn sạn. Đây. Đi mày về tầm lên hết à. Nấu ha. Rồi vừa hái cây con cắn sạn vừa hái cái đọt cắn sạn nữa. Về nấu canh chua. Nó tự mọc hay gì tầm ở gì? Dạ. Cái cây lá bự bự đó không phải là lục bình mà là cây cắn sạn. Hồi nãy lúc nãy cũng có lục bình nữa nhưng mà lục bình để chặt hết rồi. Giờ còn cắn sạn không à. Nãy giờ được nhiêu ốc rồi, đây nghiêng nghiêng qua coi thử đi. Bộn chưa? Ký mấy gì ha? Nãy giờ để bắt ốc mò mò ốc hay bắt ốc vậy? Bắt ốc mò ốc cũng được. Vừa bắt vừa mò. Được như đây chắc cũng 3 kg lô á. Sáng đây. Ô nè cũng có bự nè. Rồi con cũng có ốc nữa, rồi có ốc bu hả? Bồn bộn mày ha. Đi bắt cá. Nãy giờ để đi bắt ốc rồi, giờ để đi bắt cá. Cái này cái gì đây? Cầm đụng cá gì bắt cá nấy hả? Hôm nay bắt đây có không? Ủa tới tháng nước ngập ở đây nước có ngập không để? Con biết bơi rồi đó. Ờ bố này cắn nhất hả? Sao hết lội tới tới đầu gối vậy? Phút kể phút sau. Được ốc rồi hả? Được ốc nữa rồi. Chưa thấy cá. Thấy ốc rồi vậy không à? Ủa? Thục cái lỗ hang của nó gì vậy? Đây. Sao không biết hay gì? Cô cơ bên kia mấy em mai chụp hình. Cá này nuôi hay là có nuôi không đệ? Có nuôi rồi, đó nuôi người ta bắt hết được. Cái hồi đó nuôi cái gì? Rồi sao người ta bắt là sao? Mình không có bắt hả? Vậy hả? Sao mà ở dưới cái đất có cái hang ở dưới đó là sao rồi để? Cái gì làm kỳ vậy? Cá lau kiến. Mấy cá lau kiến mà anh thấy nó hiền mà không lẽ nó khoét lỗ dữ vậy ha? Hư đất hết luôn hả? Hư. Có lỗ mà cái thau đó luôn hả để? Ghê hả? Rồi, nghe nói nghe đồn là cá lau kiến là người ta đem bên Trung Quốc qua. Vì cái mà người ta hồi mới đem qua thì nói là cá này cá kiển quý lắm, cái ai cũng hồ nhau đi kiếm cá này nuôi. Cái giờ mà cá này nó dễ sinh sản, nó dễ sống nữa, thả đâu nó sống đó à. Cho nên giờ đó, để ở trên đây giờ cá này người ta diệt hay là người ta nuôi? Diệt giờ sao diệt, anh nó bắt. Bộ nó dữ lắm hả? Nó đẻ nhà nhanh dữ lắm hả? Nó đẻ không chịu mà. Đẻ không chịu mà sinh sản mà chịu. Nhà cô ở Mở Cài Bến Tre. Nãy con hỏi cô gì? Nhà cô ở Mở Cài Bến Tre á. Con mấy tuổi rồi? Thả áo xuống, yên ta cười. Ủa, vậy là ở đây có mấy tuổi? Một tuổi. Một
một đâu mà một, này cỡ này là 4 tuổi rồi. Con đi học chưa? Đi rồi. Con đi học rồi mà con không biết con mấy tuổi ha? Dạ. Nay con học lớp mấy? Hỏi mấy tuổi cũng một tuổi, hỏi học lớp mấy cũng mà học lớp một luôn Dung ơi. Con tên gì? Con tên Ngọc Quyền. Ngọc Quyền hả? Dạ. Con kêu đệ là gì? Con hai. Hả? Dạ con hai. Ấy? Con hai. Dựng cậu hai hả? Dạ. À, cậu hai. À, Ngọc Quyền là cháu của đệ phải không? Vậy là đây là con của em Út Đệ hả? Con Đệ có ba anh em. Thì đây là con của em gái Út. Gì hai người em trai? Đệ là anh hai, xong rồi hai em trai nữa rồi mới tới mẹ. Bốn anh em nữa hả? Bốn anh em nữa hả Đệ? Ba anh em. Ba mà thấy không? Dung tính gì vậy? Ba có ba anh em à. Thì để rồi tới thằng trai rồi tới gái nữa là xong. Ừ. Rồi em trai của đệ té lọt cái nhãn. Bộ thò tay vô hang hay gì đệ? Hồi đó người ta hay nói đi tây ninh lập nghiệp. Ơi. Thôi con đừng leo con ơi, té con. Cái hang nó rộng không đệ? Con bự thì làm con bự, con nhỏ làm con nhỏ. Trời ơi, nó phá đất ở dưới quá chừng luôn kìa Dung ơi. Nó lỗ 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 luôn mà. Ừ. Vậy là mình cắm câu hay là mình giao lưới là mình bắt được á. Để mà tấm nó có giải không hả làm em? Cô ơi. Ơi. Con có cái chừng câu cắm câu á. Ơi. Làm em hả? Có chưa đệ? Đâu? Ôi thấy hay vậy ta? Hay vậy? Ờ được một con rồi nãy giờ á. Ôi ơi, giữ heo. Mạnh giữ. Nhào vô xích vô, xích lại vô. Con xích lại đó. Ở đây là vườn nhãn nhưng mà giờ thì chưa có tới nhãn nào hết. À, Phương nói tháng 3, tháng 4 thì mới có nhãn. Mình chờ tháng 3, tháng 4 mình gom nhãn nhãn. Nhãn này là hồi xưa lúc mà đệ mới vừa cưới Phương là Tầm. À, sau đó thì vừa về dưới Bến Tre sống. À, nay thì nhãn được ba lớn vậy rồi. Nhãn này ăn được nhiêu mùa rồi đệ? Hai mùa hả? Ờ rồi, nó xuống lọc. Tóc mà bay về, nhìn thấy ghê quá. Tóc mà nhìn ghê vậy. Ờ, để đẹp, đẹp hơn vô. Ôi à, cũng mất dứt. Nó cũng mất dứt à. Đâu? Đâu? Hai câu giờ thích vô. Sao vậy? Cái má đánh luôn. Ơ, phải lại không? Phụ Phương ơi, phụ. Trời ơi, trời ơi. Già rồi. Mắt trước, mắt trước. Hồi đó là buông hai tay ra luôn, hai chân câu lên. Đưa qua đưa lại. Đưa qua đưa lại. Được. Còn giờ làm hết nổi rồi. Qua một lửa giờ làm hết nổi. Có nữa chưa đấy? Phương
thử. Hương làm gãy nhánh à. Hương nhà có cái câu. Không câu nặng lắm. Có không, có không? Đâu đâu đâu, để có thiệt hay nó chơi vậy? Thôi ơi, hay vậy ta? Thôi hay vậy? Trời ơi. Một cặp. Gì? Mấy con anh? Một cặp, hiện con cá lau kiến với con cá lóc là một cặp. Đâu? Hai cá lóc. Ủa? Ôi. Đâu 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 đâu. Hai cá lóc con nhỏ. Ừ. Ờ, con nhỏ con bự. Ôi. Lạnh chưa? Thôi lạnh lên đi. Để họ về 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 bắt tem không nổi. Đây là dì hai của đệ. Dì hai nhà dì hai ở Đằng Đẵng hay dì hai? Đây là nhà của dì hai. Ồ, dì hai nói cây này là bồ ngót gì lạ vậy dì hai? Ăn ngon không dì hai? Bồ ngót Đài Loan. Y chang. Kìa để bắt cá xong rồi. Ơi. Ôi ơi nhóc luôn. Trời ốc bu con nào nấy bự chảng luôn. Cái này quá trời luôn. Chim chép. Về. Về nha. Được quá, chừng chim chép là cái mương này nè, có chim chép còn mương này có ốc không à? Ốc bự vậy. Ừ, ốc bự mà chứ. Ốc tiêu. Ốc sao? Không. Cái này chắc về làm món ốc hấp. Ốc đồng. Má lòi ra ốc dồn thịt. Ủa ha. Ốc dồn thịt. Má cái lòi. Nó lòi. Tại vì cái món ốc dồn sợ chưa có làm. Ốc sợ. Như đây ăn nhiều lắm đó Phương. Ừ. Tưởng là ít ai ngờ nó nhiều quá. Nhưng mà ốc của mình đâu có chim chép đâu. Chăn trang người, chăn trang người dì em. Chăn trang. Dạ ở dưới con chăn trang nhỏ nhỏ vậy. Không, đâu vậy. Nó nhỏ lắm chú. Cái con nương chăn trang dài vậy lắm, dài thì cỡ như đây à. Chứ nó không bự nữa. Nó xíu à. Dạ ở đây là con này là nhỏ đó. Con bự bằng tay luôn. Ở ngoài lộ á thấy nó bán con bự hơn. Bự hơn, bự bằng tay nè. Cái đấy làm bắt nó. Nướng bắt nó không cả thau này nha. Dạ. Mà mấy con ta lên lâu năm á. Cái nó ghim theo nó ở trong cặp mấy mương vậy nè. Dạ. Cá thao nó giác vậy chứ. Ở đây dạ. Có hả chú? Để xuống dạo cái nhà. Tại mấy cái bò này nè, mấy cá lau kiến bò ngổ cái là con chim chép. Bây giờ nghe không? Đợi cái hẹn là xuống như bắt ốc tiếp chứ Phương. Nó lá nhãn nó rụng trong nhiều á, nên nó bị gập nữa. Cái mương mà lạng lạng á, là có xe chim chép nhiều á. Ủa giờ đi đâu rồi đệ? Đi rồi chỗ mẹ mà ngẫu thì tôi có ổi không mua. Nè, em chuẩn bị theo cái dĩa muối với lại. Từ đây từ nhà lại đằng đó bao xa? Tới rồi hả đệ? Gì trong đây nè. Ủa đây là vườn nhãn mà. Nhãn bên ngoài, ổi bên trong. Ủa nhãn ở ngoài ổi mấy tâm hả? Ngộ quá hen. Ở trên bờ thì có nhãn nè, có ổi nè, ở dưới dũng thì có ốc nè, có cá lau kiến nè, có con chim chép nè. Ôi ơi quá chừng ổi luôn. Ôi ơi quá chừng luôn dê. Dì cắt lá luôn hả dì? Ổi quá chừng luôn nè, bao từ hồi nhỏ luôn hả dì? Chị cắt đọt không hả gì? Cắt đọt nè. Đây nè, đây là gì? Có hai trái này chưa bao luôn nè. Hết mọc rồi giờ chị cắt đọt. Ngon không Phương? Trái hả? Ôi ổi ngon. Ôi
gì hồi nãy gì hồi nãy giờ gì qua qua đây gì cắt tước tụi con rồi. Con tính dí theo gì mà con đi không kịp. Hồi nãy đợi mắt bắt ốc á. Vậy cái con chạy theo không kịp. Bên đây bên đó cũng có nữa. Quá chừng luôn rồi. À gì? Cho con hỏi cái này đi. Dì ơi. Chị cho con hỏi cái này đi. Mấy cái bao bao gì là gì đi làm cho người ta gì bao lại vậy hả? À bao lại chùm lại chị đó. Dạ. Vậy là một 8 tiếng 106. Hả? À gì tùm lại vậy hả? Dạ. Khó tùm không gì? Cũng dễ chứ không có khó. Rồi cái bọc này nó tùm cái bọc kia là gì mình làm luôn hả? Ừ à, mình nuôi thôi như vậy mình làm. Dạ. Thôi quá chừng luôn. Vậy gì là gì lấy kéo gì cắt là cắt làm sao gì chỉ con đi. Cắt cái đọt nào nó không ra bông vậy nè, cái mình cắt bỏ. Là nó ra bông hả? Ừ, cái này ra bông. Đọt nào cũng cắt không ra bông ra trái vậy mình chừa lại. Dạ. Cái đọt nào không có bông á thì mình mới cắt. Dì ơi, ở bên đây có hỏi gì vậy? Ở bên đây có hỏi gì? Con hái cái này được gì? Ôi cái này cái gì thấy ghê hả? Cái lu gì bự dữ vậy? Cái lu hồi đó đựng nước á, hồi xưa á. Cách nay nhiêu năm mà vậy? Nay cũng hồi xưa cũng lâu rồi. Hồi mới thời hồi đó không có cây nước á. Cây nước hầm không á, rồi cái đầu người ta mới mần cái lu này. Cách nay 20 năm chưa? Cách đó 20 năm. Ta mần cái lu này xem cho mình đựng nước đựng xài ăn uống này kia nấu ăn uống được. Này nhà nước làm hay mình làm? Mình làm cá nhân. Sao mà làm có cái khuôn nào mà bự dữ làm được cái lu gì vậy? Ở đâu ở miệt dưới người ta lên đây người ta làm cho mình á. Vì mình mướn người ta hả? Mướn người ta làm người ta là ăn 500 ngàn. Là hồi xưa 500 ngàn cách đây 20 năm phải không? À. Giờ gì còn nhớ luôn? Còn. Ồ, cái lô này được nhiêu khói nước ta? Bự thiệt luôn á. Bên mình thì sẽ cống, bên đây thì lô. Ờ, cái lô này cái lăn cũng hơi khó ạ. À. Lô đó 200 mấy cây to đất nước ạ. À. 2000 mấy. Cách cái này mà. 2000 mấy đất nước. Ồ, quá chừng luôn. Ngon quá ha. Nổi mà trồng sen nhãn mà cũng có tái nữa ha. Trời tái quằn quại luôn á. Rồi chín rồi. Ngon ha. Hơn nhiêu đó chắc được kìa Phương ơi. Quá xá. Hồi đây cũng tái chín nè. Nè. Cái này chín không? Không rồi, cho nó chụp. Nó mắc cái bọc rồi sao mình biết cái nào chín cái nào chưa hả vậy? Thấy nó bự nó vàng chứ. Dạ. Dạ thôi mình hái như đó rồi thôi. Nó nở ra trong cái bọc á. Mà chở gì vậy hả? Hả? Chở gì vậy? Bò bổi á. Vậy hả? Bò bổi mà quá thì nhiều luôn. Cái bọc cái này nó mắc tiền không vậy hả? Cái bọc đó đó. Ừ xếp nhận thì Phương cầm em dùng lấy cái tấm nhỏ hồi nãy. Bên đây này, đây này. Để em trẻ thử coi ngon không nha. Mẹ gì về ghiền cắt rồi giờ gì thấy là gì ngứa tay. Gì phải cắt. Gì hai ơi. Gì ơi. Gì hỏi gì. Ngon hết, nghe giòn gụm ạ. Dạ cái cây ổi này là trồng bao lâu á? Từ lúc mà mình mua cây giống về trồng bao lâu rồi lỡ thu hoạch tát? Trồng 3 tháng nè. Ba tháng? Ờ nhanh dữ hả? 3 tháng mà xài được mấy năm vậy? Xài hoài luôn á, ăn hoài luôn. Ổi đã hả? Trời. Nhanh hơn ổi với mình. Ăn hoài chừng nào mình muốn đúng mình bỏ đúng chứ không biết sao nó thể cao quá thì mình bớt đùn xuống. Dạ. Cái này ra từ khác đâm ra trái ăn nữa. Dạ. Ủa gì? Cái này mình có phân thuốc gì mà sao tái dữ vậy? Có phân để phân để phân cho tái không? À, thuốc thì lúc nó đang cái bông cái mình cho sâu được ăn thôi. Đó. Nó hao lượng có rụm bông thôi. Rồi lúc mà cái gái thì mình bao lại là không có gì dồi. Không có dồi, không có sâu cái gì. Cái bông nữa kìa. Bông hái đợt này. Vừa bông vừa tái, vừa bông vừa tái liên tục cái gì? Bông trái quanh năm luôn vậy đó. Dạ. Nhưng mà chỉ có điều mình cực chút thôi. Phân thuốc không ra. Thôi về. Nhiều ổi ra được rồi hen.
Như lỗi đó là mình trở về Bến Tre mình ăn được vài ngày vậy đó. Em sẽ về ăn trừ cơm luôn. Ở đây người ta bán gì là nhiêu ký gì? Bán người ta dài 4.500 rồi. Dạ. Này cái này là bột ốc nè, ốc hải để bắt nè. Còn này là rau muống với cá sạn nè. Còn này là xăm đất. Em về Trần Thu uống, Phương lên về Trần Thu uống. Mấy cây đậu tọng kìa. Còn đây không? Cái này chắc bỏ ổi vô bao không có chở gì hết. Hai bịch ổi luôn. Một bịch là ổi nữ hoàng, còn một bịch kia là ổi lê Đài Loan. Bây giờ thì hành tang đâu đó đã xong xuôi, bây giờ mình còn chuẩn bị lên xe nữa là về. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Ốc bữa hôm qua mình với nhà của Phương đi bắt á, rồi bữa nay á mình ngâm, hồi tối về á là mình ngâm với cái nước do gạo. Mình ngâm hai lần như vậy rồi ngâm thêm ớt nữa, bởi vì giờ con ốc nó sạch trơn rồi mà nó mập lù à. Giờ thì mình sẽ làm cái món ốc bu giòn thịt, nhồi thịt nè. Giòn. Ốc bu giòn thịt. Cái món này á mình nghe nói là nó thơm mà nó ngon, mà nó thơm xả dữ lắm. Nó ngon. Mà mình chưa ăn lần nào hết trơn. Bữa nay mình sẽ làm thử để ăn, mời các bạn cùng theo dõi nha. Sáng nay thì mẹ ẩm Vi qua nhà chơi với hai đứa nhỏ của con Út nè. Út chú cọng lá hả? Dạ. Lá này đâu Út? Đúng rồi, vậy á. Nó sâu quá. Hai đứa ngồi vậy hả? Vi lấy xe chở em đi thì gì á? Xu à, nắng quá, xu à. Thôi con Nhật nó leo rồi á. Nhật cái dốc ốc là nó tèo dữ lắm nè. Út hồi nhỏ tèo dữ lắm, tèo lên tới nóc nhà luôn. Bằng chuỗi với con Vi vậy nè. Là con Út leo lên tới nóc nhà rồi đó hả mẹ? Đó. Em đâu Vi, em đâu? Em mơ đi con. Mơ Vi nhảy em mơ Vi. Mơ. Thằng Nhật ơi. Dạ. Thằng Nhật ơi. Dạ. Giỏi. Thánh Vi ơi. Dạ. Giỏi. Dạ dài đi con Vi. Thánh Vi dạ. Dạ. Con chọc em Nhật. Con chọc Nhật đi. Chọc em. Nửng của má em. Ôi. Nửng của má em đi con. Thằng Nhật ơi. Thằng Nhật ơi, đứng không vững mà còn leo tèo nữa, thằng Nhật sẽ tự leo lên hả mẹ? Đó, ôi ui. Ủa, phá nhà của gì Út con?
Ủa, tiêu rồi. Rồi coi. Coi. Thằng Nhật ơi. Có không? Dạ. Bố Vi. Tả cho Vi. Mấy chị sao ạ? Thằng Nhật ơi. Thằng Nhật ơi. Dạ. Dạ Nhật. Khánh Vy ơi. Dạ. Dạ vậy á. Khánh Vy ơi. Khánh Vy ơi. Khánh Vy ơi. Dạ dạy đi con, dạ dạy cho em bé nghe bắt trước nè. Khánh Vy ơi. Dạ đi, con dạ đi. Khánh Vy ơi. Chơi cá nữa. Mấy đồ chơi tổng hả con? Mấy đồ chơi khác nữa. Về nhà lấy con cá chơi nha, nhà mình có con cá không, không cần Xu chơi ha. Ừ. Ha. Ừ. Ha, giờ mình về nhà mình lấy con cá chơi nha. Ừ. Đi, không cho Xu chơi đâu. Con nói đi. Xu Vy có cá nè. Nói đi. Vy không cho Xu chơi đâu. Vy không cho chơi đâu. Nghỉ chơi luôn. Để chơi luôn. Chơi mượn cái này à. Cho Vy mượn cái này à. Ừ, Vy mượn đi, mẹ cho mượn á. Mượn con. Sợ con Xu. Xu xô Vy mấy lần cho nên giờ Vy sợ. Thôi nhiễu nước miếng này. Hẹn đi anh. Nhiễu nước miếng luôn. Vy chơi thì Vy không có quấn lại. Vy khóc rồi. Ăn hết Vy Xu ăn hết Vy cái Vy khóc rồi. Em bé nhảy vô này ngồi nè Vy. Vy Vy khinh Vy khinh Vy. Em bé nhảy vô cái nồi ngồi nè. Ôi chị nhiễu nước miếng rồi kìa. Vy ơi phanh ta lại à mẹ đi. Phanh ta lại. Vy ơi. Khánh Vy ơi dạ. Khánh Vy ơi. Khánh Vy ơi. Khánh Vy ơi. Dạ dạy. Em bé nó dạ nè Vy. Khánh Vy ơi. Con dạ em bắt trước đây. Con à ông đi em bé. Nhật ơi Nhật à ông đi. Vy à ông đi Vy. Dạ dạ. Nhảy luôn rồi. Nhảy luôn rồi. Đi dạy ha, hát dạy em đi, hát dạy em. Ông mặt trời sao, ông mặt trời sao? Té 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 này, té này, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Vy Vy, dạy em, dạy em. Ông mặt trời thứ nhất thiên giai nè, hát cho em nghe nè. Hát nè, này Nhật lại coi chị hát nè. Hát hay coi, Vy Vy hát. Hát, ông. Rồi bể cái nào ra làm hai luôn à. Bỏ luôn rồi, nó bỏ luôn rồi. Tiêu luôn rồi. Hát ông mặt trời cho em nghe. Vy. Tiêu rồi. Hát ông mặt trời cho em nghe. Vy ơi, dạ ông đi con. Vy dạ ông đi. À ông à bà. Rồi giật lên ải luôn, giật lên ải luôn. Ôi, Vy ơi, con à ông đi. Nè Xu, Xu ải đi Xu. Xu ải đi. Vy ạ, lên lên, đi xuống ạ. À không. À bà bà. À cô. Cá. À cô. Cá mẹ ơi. Bỏ ốc này còn phải chặt đất hả hai? Chặt nó mới xuống đất kìa. Không chặt nó đâu xuống đất. Không chặt mình lấy nó đâu nghe. Đứt đầu hả? Đứt cái đầu không à. À ốc bữa hổm nè. Mình qua nhà để. Chặt bữa qua nhà để đây. Đây. Đặt miệng là ít. Nhiều cũng được các bạn. Nhiều lắm mà mấy con nhỏ để đem về luộc xả ăn rồi. Còn mấy con bự này thì mình nói để cho mình làm cái món này rồi chút rủ đệ qua ăn.
chừa Cửu Đệ với Phương Quang. Giờ mình với Dung á, có còn cái đít đít màu vàng chứ không phải màu đen. Đít đít áo này cái gan á nè, chứ không phải cất nữa. Cất nó tinh đậu nó bình thường. Con này cũng dễ chặt tại nó màu trắng nè, hay thấy không, nó màu vàng nè. Thì con ốc bu hồi nè tới giờ Khánh mới thấy mà phải cái tiếng nó màu trắng ngộ ghê á. Ừ, ốc bu vàng thì cái màu vàng nó dần hồi ăn nó bị lợn mất. Ốc bu vàng bữa em thấy ở ngoài chợ có bán ngốc lát nè, sao nó cũng bự chán rồi đấy. Đâu phải hả, đâu có ngốc lát. Ngốc lát ủa mày, ốc bô, ốc nứa. Ốc nứa đây kiểu nứa chứ đừng còn kiểu ốc lát nghe hả. Ở đây nó có hai loại ốc bu, ốc nứa ngày xưa làm ruộng á. Con này đẻ bằng tấn rồi con kia đẻ bằng con ha. Con này đẻ bằng con vậy? Ốc đắng đẻ con. Ốc đắng đẻ con. Ừ, con này đẻ tấn. Ủa ốc đắng đẻ con hả? Ừ. Đúng rồi, hen cái con đang nguyện nó mình nhai sập sập á. Ừ. Người ta nói gì bà con bận gì, người đẻ tấn người đẻ con. Ốc này với ngốc kia bà con bận gì? Người đẻ tấn người đẻ con. Nó tới mình nó ra đây là tới ba loại luôn ở đỉnh trên con. Loại gì? Ốc này với ốc bu, ốc lát, ốc bu. Nó còn có con nó y như con ốc lát mình nè. Mà nó nằm ở trên cạn không à, trên líp mới líp cỏ. Đặt mày lên vậy nó hướng xương cái sống. Ủa sao sao giống ốc mau quá ha. Ốc đó kêu mà ốc dùi. Nó mập lắm, có con mà nhiều khi nó sống lâu không ai bắt ha. Cái con nó ăn ngon không? Chân có. Ăn ngon không? Ăn ngon. Ngon hả? Bây giờ còn không? Không, bây giờ mất tiêu hết. Đẹp chủng rồi hả? con ốc ma nó cũng ở trên cỏ mà bự chảng luôn á. Con ốc ma người ta ăn được á, người ta bắt người ta nấu khoai ghi á. Ngốc này nấu khoai ghi ăn cũng ngon á nè. Ốc hương kìa. Ốc hương như biển. Ốc hương mình đây cũng có nữa. Ốc hương đâu? Ở không có, mình bao lâu hồi lần mà bắt tông vườn á, nó ở vườn á. Ốc hương bệnh này là gì có mọi. Có. Ốc hương với biển mà. Nó có trong rừng á, có ít. Hương biển khác, hương mình đây khác. Mình đây cũng có nữa, ngốc cũng có bông giống như ngốc hương vậy mà con bự nha, chứ không phải nó tí tí. Thì ngốc đó là ngốc ma mà. Đâu phải, ngốc ma khác, ngốc ma là nó ở trong ấy, còn cái này ngốc hương mình thả ở nhà được luôn á. Nó có bông bông y như ngốc kia mà bự hơn chứ không phải là nó nhỏ chiếu gì. Ủa ngốc hương mà nằm trên bờ hả? Ừ, nó ở bờ. Nó ở mỡ, phải ở nước. Còn ốc ma với ốc hương khác nhau chỗ nào? Con ốc ma thì nó không có cái mài. Ờ đúng rồi. À, vậy hả? Ừ. Ờ, vậy hả? Ừ. Ê, đã Khánh thấy con đó quả gì? Ờ, thì con đó người ta làm mỹ phẩm á. Hả? Ốc sên á. Ốc sên. Con đó mình để cho nó bò lên mặt mình, nó da đẹp dữ lắm. Ủa? Bò qua bò lại vậy. Là làm mỹ phẩm là ốc ma ha? Là... Con ốc ma á. Ốc ma là tao tự bọn ốc sên á. Mấy con bò lên mặt luôn. Ừ, bò lên mặt á, bò lên mặt da mặt đẹp dữ lắm. Mà tao phim kinh dị lại hỏi bò vô miệng luôn á. Có không? Phim kinh dị á. Hâu bò qua rồi lại da mặt nó lình luôn, nó vậy. Mấy năm nay không thấy ốc dùi, cái hồi mấy năm trước mà mình có từ nào chưa thấy ốc dùi. Ngon vậy ta. Nó đặc biệt cái nó nằm lúc dưới á. Rồi nó chỉ có lú cái mài lên hưng xương sống không. Có tao anh còn con mù nỉễn không để. Còn lâu lâu mới gặp nữa. Lâu lâu mới gặp con hả? Bù niễn luôn vậy. Nó dưới ruộng á. Dạ. Nó dưới ruộng á. Nó đen sao mà bảy? Nó đen đen, nó tròn tròn, nó đen đen. Nó bằng ngón tay vậy nè. Bây giờ nó bán mắt lắm. Ờ, con bù niễn á. Ăn nó khai khai. Gì mà sao mắt? Nó hiếm có. Mình làm gì ăn? Nó hiếm có, gan chiên gì á. Ăn nó khai khai. Khai khai mà mắc tiền á hả? Ta kiếm con khác. Người ta đâu có nuôi con đó. Nó bắt nó hôi hôi cái hôi hôi ăn để. Nó hôi hôi mùi ngộ lắm. Vậy mà ngon hả? Ta nuôi bán tiền không á. Vậy có ai ăn không? Ốc ngồi xuống. Nó dám chừng mấy cái nhà hàng lớn mới trẻ có. Không có đâu. Cái mù niễn không gà. Không có. Nó còn tên khác không? Có người nuôi bán mà. Nó còn tên khác không? Không. Hồi xưa không biết người ta có đặt tên khác không chứ ở ruộng thì kêu mù niễn. Ốc này ngốc lắm. Mù
nẻn hả? Nó đi nó có nẻn nẻn không bà bảy? Không, nó bò ra nó bận, nó bự hơn dáng mình nha. Nó tự tự như dáng nha, mà nó không có cánh nha. Nó có bài bị gì hơn để. Không, nó không đâu hồi bằng dáng hồi khó chịu. Dáng coi thấy có đâu mà ăn cũng sợ ta. Hồi đó đi ruộng bắt cóc bắt mùi nẻn hoài gì. Biết là nó di trùng, nó là di trùng nhiều nhất nhưng mà ý con nói là đâu có gì đâu mà người ta thấy người ta sợ, người ta ghê. Ai sợ? Sợ chứ mới ghê. Sao sao nghe mùi dán đâu đây? Dở hết lên coi.